Fortuner máy dầu số sàn 2018 nhập Indo. Có thể rất nhiều bạn sẽ là quan tâm. Không kịp để lâu, mình phải quay liền cho các bạn. Và chúng ta cùng xem nhé. Hôm nay lại về tiếp một bạn Fortuner máy dầu số sàn màu nâu rất là đẹp. Xe còn đẹp lắm, nên là mình vừa rửa xong là quay lên liền, lên sóng ngay, để cho các bạn đang mùa kinh doanh nên các bạn rất cần xe. Và mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là màu nâu á, màu nâu đồng, màu nâu mận rất là đẹp. Cái này là số sàn 2018. Và đây nội thất của bạn nó còn khá là mới nha. Một bạn số sàn mà giữ được như vậy là rất là đẹp nè. Đó, mình đang quay cho các bạn một bạn Fortuner máy dầu số sàn nhập Indo. Một chiếc xe còn rất là đẹp, mới có mấy chục ngàn km thôi. Đó. Các bạn xem nè, xe đẹp chưa? Vô lăng cần số đẹp lắm nhé. Chiếc Fortuner số sàn mới có 70-70 ngàn km rất là đẹp. Hơn 60 ngàn km thôi. Xe này là xe nhập Indo nha các bạn, số sàn nhập từ Indo. Trang bị đủ đồ. Một chiếc xe nội thất rất là đẹp mà. Vô lăng cần số còn đẹp lắm. Xe này thì biển tỉnh nha. Các bạn nào ở tỉnh thì sẽ lợi thế hơn. Còn các bạn ở thành phố thì sẽ có cơ hội đổi biển số mới, giống như là một chiếc xe mới. Đó, màu nâu titan rất là đẹp. Một chiếc xe đẹp chưa? Để mình xa xa cho các bạn xem á. Đây là vỏ xe nè. Về các bạn không phải thay vỏ nhé, vỏ còn đẹp lắm, vỏ mới tinh nè. Rồi, mình xem nội thất phía sau. Đây là nội thất phía sau của bạn Fortuner nè. Nội thất rất là mới luôn. Thì nó quay cho các bạn một bạn Fortuner máy dầu số sàn nhập từ Indo. Sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu 2019. Và giá bán của bạn hôm nay là 895 triệu. Giá 895 triệu nha. Một mức giá mình còn khuyến mãi cho các bạn. Bạn này thì được cái đăng ký lần đầu tiên năm 2019, nhưng mà sản xuất năm 2018 thôi. Và xe nhập từ Indo. Bán mức giá, bên mình bán mức giá cũng khá là mềm mại. Và các bạn nào mà ở tỉnh á, thì chỉ cần thêm 12-13 triệu tiền xăng tên thôi. Còn các bạn ở thành phố thì sẽ có cơ hội đổi biển số mới. Và mình coi ở phía sau này. Đây là chiếc Fortuner số sàn nha các bạn. Xe còn khá là đẹp. Phía gần đây là bánh xe cua. Ở thất phía sau đây các bạn. Đó, một chiếc xe đẹp lắm. Mình thấy thì nội thất còn liền lạc và đẹp. Và mình thùng bên ngoài, cái nước sơn cũng rất là liền lạc. Cốp sau còn zin nè. Đó, cốp phía sau với lại các cánh cửa thì còn zin nhé. Đằng sau còn đẹp nè. Mình đang quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng. Chiếc này là số sàn nha các bạn. Máy dầu số sàn Fortuner. Vỏ này còn khá là đẹp và cao. Vỏ này thì về không phải thay vỏ nha các bạn, không tốn tiền thay vỏ này. Các cửa này. Xe này đã có dán phim cách nhiệt, lót sàn, bọc nệm, màn hình Android. Hầu như không còn thiếu option nào cả, nên là các bạn không có tốn tiền trang bị thêm. Cửa trước đây, sùng chỉ của cửa trước còn nè, zin nhé. Còn khá là đẹp luôn đó. Xe này tính ra cái chất nó còn đẹp lắm. Chất xe còn đẹp. Xe của cá nhân rất là đẹp luôn.
đang quay cho các bạn một bản Fortuner máy dầu số sàn. Đăng ký lần đầu 2019, sản xuất năm 2018. Nhập từ Indo tại cửa hàng hiện Toyota C3-01H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và chúng ta nghe tiếng máy của bạn đó nè. Đó, tiếng máy nổ đó các bạn. Quay cabo cho các bạn coi nè. Máy còn rất là êm và mượt ha. Máy còn đẹp nè. Tiếng máy dầu thì đương nhiên nó không có êm bằng tiếng máy xăng. Nhưng mà cái xe này thì máy cũng rất là êm và đẹp. Đèn trước đây các bạn. Cản trước, đèn trước nè. Xe này thì có dặm mé bên đây, có dặm làm mé bên đây chút xíu nha các bạn. Trên đây thì còn nguyên, thì có dặm lại mé cản như đây. Đèn cũng còn nguyên nè, đèn đẹp. Rồi thì mới vừa quay cho các bạn xong một bạn Fortuner máy dầu số sàn. Đăng ký lần đầu tiên 2019, nhập từ Indo và sản xuất năm 2018, giá bạn này là 895 triệu tại cửa hàng hiện Toyota C3-01H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Và chiếc xe này còn chất rất là đẹp nha các bạn. Số điện thoại của Hiền là 0908666999, 0903727375. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và các bạn tiếp tục ủng hộ để chúng ta còn gặp nhau ở các clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn ạ.